ra Mỹ. Ra Mỹ đấy. Không có 5.000, không có 900.000 thì bên đây rồi, kia sắp hết 5.000 rồi đó. Hết pin hay gì vậy? Hey. 105 có nhiều. 105 quê hương Đồng Nai chào đón một người con rất dài. Trở về quê hương thăm ngày cha bà con làng xóm. Trường bao khó khăn trong cuộc đời, tiệc mài tiệm qua nụ cười tươi. Yêu quý làm sao thì trở về quê hương ngọt ngào. Anh Hương năm đây một con người nhìn qua đất đai, cây hoài to con ơi đẹp trai bờ vai rộng lớn. Ngày xưa chẳng ai biết ánh hài, giờ ngày người ta biết tập kết. Này bà con ơi, Hương năm biết hài mau chạy ra coi. Không có 20. Hỏi nhiều. Hộp này nhiêu? 150. Dạ. Lấy lòng rồi hỏi 150. Chưa chị đổi 20 cho anh. Giúp cha mẹ xuống dưới ở nhà. Anh Dương Lâm Đồng Nai. Dương Lâm thật đẹp trai. Đẹp trai không? Đẹp trai nha, ngoài đẹp trai đúng không? Lẹ đi bà Tháo ơi, chậm quá lâu. Gia bán phụ nha cho nha. Quý vị, cha tôi ông Lê Văn Hiệp đã xuất hiện rồi. Thương ông gia đình ra hết trơn quý vị ơi, khổ quá. Bán gì anh Lâm? Quê hương Đồng Nai chào đón một người con rất hài. Trở về quê hương thăm mẹ cha bà con làng xóm. Trường bao khó khăn trong cuộc đời, việc mài tìm ra nụ cười vơi, yêu quý làm sao ngày trời về quê hương ngọt ngào. 95.000 ô anh Dương Lâm đây, một con người nhìn qua đất này, bề ngoài to con hơi đẹp trai. Dữ gì có nhiều 405 không có 5.000 ra vẽ đi Hùng ơi, ra vẽ. Lắc đây được rồi, con này đây. Say, đói bụng quá nè, cứu tôi, say. Sao hay ra dễ quá, hey. Kéo đồ hổng. Hỏi lớn cho anh xíu rồi. Ra trẻ, đôi khi mình tưởng mình trẻ, lâu lâu tự nhiên lạc quẻ, đi chơi mà cứ hay xài việc chiêu giọng mẹ, sao hay ra trẻ, đi đâu là phải vui vẻ, không đi thì ở nhà khỏe, chứ đừng ghét cô rồi đi, cái mặt thì như cái xô, anh như Lâm Đồng Nai, con nhà ai mà sao đẹp đây, đi tới đâu là bao người mê, gặp môi về thương thê, anh cũng có cơ bắp, khiến hàng trăm cô bị đánh cắp, trái tim mới gì mê, anh duyên dê. Anh như Lâm Đồng Nai, con nhà ai mà sao đẹp trai, đi tới đâu là bao người mê, gặp môi về thương thế. Anh cũng có cơ bắp, khiến hàng trăm cô bị đánh cắp, trái tim bởi vì mê, bởi vì anh duyên dáng. Sao hay ra dẻ quá. Rồi bắt được rồi. Bài mới MV của Lâm nha, cái gì mọi người nhớ lên YouTube để search hết cả hết à. Say. Hey. Cái lô nó đơn giản nha. Đứt tên cho chị luôn. Hết tiền trong túi. Đêm 30 buồn, chiều sương mình coi đúc bao. Ta còn nợ nhau nên mai đào không tươi. Anh chả dư gì, chỉ dư già hơn năm trước. Thiếu nợ mà dai, anh chắp tay lên luôn. Ngày mai lên chùa xin tiếng mùa cho may mắn thiếu nhiều. 206.
ơi làm ơn làm bước bước qua năm mới bây giờ. Hey, trả cho hết mới có tiền ăn tết, lấy hết tài tiền ăn tết mới yên vui. Ai mang trong đầu nhiều buồn đầu mà đón tết đâu, chứ lâu lâu mới ăn tết mà. Trả cho hết mới có tiền ăn tết, lấy hết cái tiền năm ngoái mới yên vui. Thì đầu năm ai cũng muốn lên luôn, chứ lâu lâu mới ăn tết mà. Ủng hộ đi, tôi hát cái là hả không mua là quay không, chán ghê. 95.000 một thùng lên chị ơi. Nghe dẻ, nghe dẻ mà tới Tết, trả nợ cho hết nó ăn Tết nó vui lòng, chúc rượu nồng. Men say, năm nào cũng như năm nay, lấy rái con mèo nó kêu meo meo, em ơi anh nghèo còn mắc cái eo. Chúc mừng năm mới, nhắc tới nhắc lui câu happy đây tính nói chui nên nó tới là được rồi. Kìa đầu lần máu bông mà bánh mơn ca thức tới sáng mai ta kiếm ai thâu đêm thương rơi em đền đôi tay mềm điền anh chưa đến và đến mấy năm sau em trả cho mà. Xuân đang tung tăng ghé qua lại một bài ca trong túi không tiền. Trời ơi làm ơn bước qua năm mới bây giờ. Trả cho hết mới có tiền ăn tết, lấy hết cái tiền năm ngoái mới yên vui. Đầu năm ai cũng muốn lên luôn, chứ lâu lâu mới ăn tết mà. Trả cho hết mới có tiền ăn tết, lấy hết cái tiền năm ngoái mới yên vui. Ai mang trong đầu nhiều buồn đầu mà đón tết đâu, chứ lâu lâu mới ăn tết mà. Trả cho hết mới có tiền ăn tết, lấy hết cái tiền năm ngoái mới yên vui. Ai mang trong đầu nhiều buồn đầu mà đón tết đâu, chứ lâu lâu mới ăn tết mà. Hey, ủng hộ đi, đó vô đó, được rồi tắt đi à. Đừng có bỏ thử đâu. Hết tiền trong túi, lâu qua hết năm nay hết chơi ai luôn. Đêm 30 buồn mình gieo xuồng mình coi đúng pháo. Ta còn nợ nhau nên mai đào không vui. Anh chả dư gì chỉ dư già hơn năm trước. Thiếu nợ mà dai anh chấp tay lên thua. Nay mai lên chùa xin biết chùa cho may mắn. Nó nói đến năm sau bao trả cho mà. Tao happy điều gì đi thăm ông bà tay không quà
và bia không có hoa. Cái tên nó vui nên nó tới là được rồi. Đầu lần pháo bông bánh mực, thức tới sáng mai ta kiếm ai thâu đêm. Sương đôi em đẹp, đôi tay mềm điện anh chưa đêm. Mà đến tới năm sau em trả cho mà. Sương đang tung tăng ghé qua, lại một bài ca trong túi không tiền. Trời ơi làm ơn làm hướng, bước qua năm mới bây giờ. Cái này xin anh không? Cả cho Lâm ơi. Ai mang trong đầu nhiều buồn đầu mà đón Tết đâu. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.